Nguyễn Thảo xin chào quý vị đã quay trở lại với phần 3 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBC. Và đến với phần bình luận về những cổ phiếu nổi bật thì xin mời quý vị hãy cùng gặp lại chị Huỳnh Thị Bé Cân, là trưởng phòng môi giới của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào chị Cân, đã quay trở lại với phần 3 của chương trình ạ. Thưa chị, trong tuần này thì đâu sẽ là cái cổ phiếu mà chị khuyến nghị nhà đầu tư nên quan tâm ạ? Thì dường như là thị trường từ đầu năm đến giờ cũng các cái cổ phiếu hầu như là tôi thấy là cổ phiếu nào cũng có một cái, nhất là trong cái nhóm blue chip thì cổ phiếu nào cũng có một cái mức tăng cũng rất là ấn tượng. Và hiện tại thì trong cái khoảng thời gian tiếp theo từ đây tới cuối năm 2017 thì tôi nhận thấy cái mã cổ phiếu của tập đoàn Kido thì rất là khả quan với những cái thông tin rất là tích cực. Thì nhìn lại năm 2015 thì Kido đã có một cái mức lợi nhuận khủng từ cái việc bán ra các cái mảng bánh kẹo, thì đã ghi nhận một cái mức lợi nhuận khủng từ việc bán bánh kẹo. Và mới đây cuối năm 2016 thì công ty Kido đã có một cái doanh thu đột biến nhờ là hợp nhất với dầu thực vật Tường An vào cuối năm 2016. Và tính đến cuối năm 2016 thì tổng cộng tài sản của Kido lên gần là 8.850 tỷ, thì tăng khoảng 2.120 tỷ so với đầu năm 2016. Thì vốn chủ sở hữu đạt 6.206 tỷ đồng, thì trong đó vốn góp chủ sở hữu là 2.566 tỷ. Thì cái kế hoạch của 2017 này á, thì ngày 16 tháng 6 này là ngày giao dịch không hưởng quyền của tập đoàn Kido, thì theo như cái thông tin được biết á, là cái căn cứ vào cái tình hình hoạt động của năm 2016 á, và cái triển vọng 2017, thì ban hội đồng quản trị của cái công ty Kido này cũng đã có cái kế hoạch mục tiêu của lợi nhuận năm 2017 là 7.700 tỷ đồng. Thì với cái mức lợi nhuận này thì tôi thấy đã tăng gấp 3,4 lần. Thì với cái kế hoạch này thì và cùng với cái mặt bằng giá chung trên thị trường thì cái mã cổ phiếu này đang rất là thu hút nhà đầu tư và có một cái sự hấp dẫn. Sắp tới đây là có cái kế hoạch là nới râm 100% cho nhà đầu tư nước ngoài, trong khi là hiện tại thì nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu mới có 17% cổ phần của Kido. Và với cái việc mà nới râm cho nhà đầu tư nước ngoài này thì cũng tạo nên một cái động lực là mở ra một cái cơ hội cho cái nguồn tiền của dòng tiền của khối ngoại vào mã cổ phiếu này cũng như là vào cái tập đoàn của công ty này, giúp cho công ty có cái nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn, cung cấp thêm cái phần tài chính để cho tập đoàn Kido thực hiện được những cái thương vụ mua bán sắp tới để có thể là đem đến lợi nhuận tốt cho cặp tập đoàn Kido. Thì với cái mức giá hiện tại trên thị trường là ở vùng giá thì khoảng 43 đến 43,8 thì tôi nghĩ là cổ phiếu này sẽ vẫn còn hấp dẫn. Tuy nhiên là nhà đầu tư có thể là canh những cái vùng giá mà hợp lý hơn để có thể là tăng tỷ trọng cái cổ phiếu Kido cho cái danh mục đầu tư dài hạn của mình. Và sắp tới là trong cái 3 tuần đầu tiên của tháng 6 thì tôi nói là cái 3 tuần này thì quỹ ETF sẽ renew lại cái danh mục, thì cũng là cái cơ hội để cho một số cổ phiếu mà quỹ bán ra thì nó cũng có một cái sức giảm. Và bên cạnh đó mà nếu như mà thị trường có điều chỉnh sau một cái thời gian tăng dài vừa rồi ấy, thì nhà đầu tư có thể xem xét và mua vào ở cái giai đoạn mà thị trường điều chỉnh. Và với cái mã cổ phiếu Kido tôi đánh giá là triển vọng 2017 với mục tiêu của cổ phiếu này là 60. Dạ, xin cảm ơn phần trao đổi của chị ạ. Vừa rồi là phần bình luận về những cổ phiếu nổi bật và phần này cũng đã khép lại chương trình Giờ Kết Sổ ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau.